Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh yếu bớt, gió đông thì vẫn còn duy trì. Vì thế hôm nay miền Bắc vẫn có mây nhiều, vùng đồng bằng vẫn là khu vực có khả năng còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các nơi khác của miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều nhưng chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ không cao, hầu hết đều chỉ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong đó, khu vực từ Nam Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế là vùng có mưa to nhất, với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến trong khoảng từ 100-200 mm, có nơi mưa to trên 200 mm. Trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8 mét, hạ lưu từ 1-4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả, Nghệ An, sông La, Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1, báo động 2 và trên mức báo động 2. Trên các sông suối nhỏ có khả năng mức báo động 3, hạ lưu sông Cả, sông La dao động ở mức báo động 1. Khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong ngày và đêm hôm nay cũng có mưa to, nhưng lượng mưa thấp hơn, dao động trong khoảng từ 50 đến 100mm. Còn vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì có mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối. Sự khác biệt về mưa làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung sẽ phân bố không đều. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Vùng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ. Còn Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 31 cho đến 33 độ. Ở phía Nam, hôm nay gió mùa Tây Nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh hơn, cộng thêm với nhiễu động gió đông từ biển thổi vào. Vì thế, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ nhiều mây hơn. Về chiều và tối sẽ có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực Nam Tây Nguyên và miền đông của Nam Bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to. Với diễn biến thời tiết như vậy, thì nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt là từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao 2-3 mét, biển động, kèm theo đó là mưa dông rải rác. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.